Bạn có dám uống loại nước ép này không? What? Một loại đồ uống rất đặc biệt tại Ấn Độ. Hả? Đùa thôi, đó chỉ là một công đoạn trong quy trình nấu rượu điều rất là tỉ mỉ và kỳ lạ tại Ấn Độ. Đầu tiên người ta sẽ đi nhặt những quả điều chín rụng thay vì hái trên cây, vì ai rảnh đâu mà trèo cây. Hơn nữa những quả điều rụng thì mới chuẩn là những quả đã chín. Điều nhặt về sẽ được đổ thành đống, sau đó người ta sẽ nhặt bỏ hạt điều ra, chỉ lấy cái phần chín đỏ, mọng nước hay là phần cuống của quả điều đấy. Sau đó công đoạn cực nhọc nhất là đi ủng, dẫm lên đống điều để chúng sướng và cho ra nước. Không thể phí một giọt. Họ đắp bã điều thành đống nhỏ, lấy đá nén chặt và để qua đêm để gạn những giọt cuối cùng rồi mới bỏ bã đi. Nước điều sau đó được lên men trong vài ngày rồi cho vào nấu thành rượu khá là nặng đấy, khoảng 40 độ. Họ tự hào đây là rượu sạch. Còn anh em nghĩ sao về loại rượu này?